Xin chào mọi người đang xem kênh Thanh Life US. Hôm nay hai mẹ con mình đi dạo ở chỗ cái hồ mà gần nhà này. Bữa nay trời không có nắng lắm mọi người, nhưng mà nhiệt độ thì khoảng 70 độ F. Bữa nay thì có gió nhiều. Lá mùa thu nó thay đổi hết này. Lá thì màu đỏ, lá thì màu vàng. Ở chỗ này thì có cái mấy cái cầu trượt này, rồi mấy cái xích đu cho mấy đứa nhỏ nó chơi này. Ồ, cái cây này lá nó đỏ lét luôn này, nó giống như cây ở nhà mình này. Nhà mình cũng có một cái cây này gọi là maple tree đó. Đó. Bình thường lá nó màu xanh mà tới mùa thu nó mới thơm màu đỏ vậy đó. Trước mặt mình là có quá trời vịt luôn này, mấy chục con luôn. À, nhìn cái tướng nó đi bắt ghét không? Ờ, nó thấy mình tới rồi, nó đi kìa. Ồ, con bé vịt này dễ thương chưa này. Wow, có là vịt này nè nè. Wow, oh, nhiều chưa. Dễ thương không. Wow, quá chừng luôn này. Cả trăm con đó mọi người. Nè. Trời bữa nay âm u này, không có nắng mấy. À, ở đây có ai người ta bỏ đồ ăn nè mọi người. Cái này thì giống như là bắp xay đó. Còn bên này là hạt gì giống như hạt bí đó. Hạt bí bóc vỏ đây nè. Người ta bỏ đây để cho mấy chim mấy vịt nó ăn thì sao đó. Ở đây người ta cũng để bàn ghế cho này. Rồi ai mà muốn ra đây picnic có bàn ghế ngồi ăn này. Đây là cây maple tree nhà mình này. Bữa lá nó xanh mà giờ nó thơm màu đỏ này. Đó, đỏ thẫm luôn này. Đẹp không? Còn đây là cây Japanese maple tree, một cây mà người ta ghép á mọi người, nó có hai loại. Loại bữa nay nó cũng trơn thơm màu đỏ này, nó cũng trên màu đỏ rồi. Loại bên kia thì nó màu tím tím. Đó. Wow, đẹp chưa? Luôn. Đó, lá rụng quá chừng này. Wow. Đẹp chưa? Hello, xin chào mọi người đang xem kênh Thanh Life US. Bữa nay là ngày lễ Halloween ở Mỹ này mọi người. Giờ này là khoảng 5 giờ rưỡi buổi chiều này.
2 năm trước dịch bệnh thì người ta không có phát kẹo mà người ta không có cho kẹo như vậy đâu. Bây giờ thì hết dịch bệnh rồi, người ta đi trick or treat này. Có những nhà người ta decorate á, cho lễ Halloween đẹp lắm. Nhịp chưa? Cái này thì mấy đứa nhỏ nó thích nè. Nhà này decorate nè. Decorate về nghĩa trang. Đầu kia con khủng long dễ thương chưa? Đó. Như nhà này nè, người ta để sẵn kẹo trước như vậy nè. Người ta nói là please take one, là mọi người là lấy một cái đó. Đó. Có người thì người ta đứng trước cửa như vậy kìa. Happy Halloween. Happy Halloween. Can I record? Oh, thank you so much. It's nice. Thank you. Nhà này thì đó, decorate ma này. Đó, bên này người ta mua mấy cái bắp và người ta chưng như vậy nè mọi người. Video này thì mình chỉ quay một ít cảnh của lễ Halloween ở Mỹ thôi nha mọi người. Có gì mình xin tạm dừng video tại đây nha. Hẹn gặp mọi người video sau. Bye bye.